Điện Kremlin đã đưa ra thông báo như sau. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại Hà Nội, Tổng thống Nga sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thánh Mẫn. Các lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về tình hình, triển vọng phát triển, hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và nhân đạo, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. Thời ngày xưa, Việt Nam chúng ta hay có câu nói vui là tất cả đã có Đảng và Liên Xô lo. Nói như thế là để chứng tỏ Liên Xô đã giúp đỡ chúng ta nhiều như thế nào. Một sự giúp đỡ vô tư, không toan tính vụ lợi. Tình cảm đó sau này còn được Nga kế thừa và phát huy. Đặc biệt, nói riêng về Tổng thống Nga Vladimir Putin thì ông là một ân nhân với Việt Nam ta. Ông đã dành cho ta nhiều sự giúp đỡ hào hiệp mà ta không bao giờ được phép quên. Trong những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ chí tình của nhân dân Liên Xô. Không chỉ giúp đỡ về tiền bạc, hiện vật, các chuyên gia Liên Xô còn sang tận nơi giúp Việt Nam phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều công trình do Liên Xô giúp xây dựng đã gắn bó với bao thế hệ người dân Việt Nam. Đến nay vẫn phát huy hiệu quả tích cực, như Trường Đại học Bách Khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô đã trở thành những cán bộ chủ chốt, những chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực. Sự giúp đỡ về kinh tế của Liên Xô đối với Việt Nam đã bắt đầu rõ nét và ấn tượng sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1958, thì các yếu tố Liên Xô bắt đầu đóng góp một vai trò nổi bật trong việc hình thành nền móng của nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cứ tăng dần đều theo các năm cho đến khi kết thúc chiến tranh và tiếp tục duy trì cho đến khi Liên bang Xô Viết tan rã. Phần lớn các khoản viện trợ kinh tế của Liên Xô hướng vào việc tái thiết và phát triển các ngành công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Liên Xô giúp khôi phục và xây dựng các cơ sở của ngành công nghiệp mới nổi ở Việt Nam, giúp tạo ra các nông trường quốc doanh, khảo sát địa chất, phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc, cũng như trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Sau khi đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong nhiều thập kỷ sau đó, các khoản viện trợ kinh tế của Liên Xô cho Việt Nam hàng năm đều lên tới cả tỷ đô la. Cho đến giữa những năm 1980, khi Liên Xô phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, họ vẫn dành cho Việt Nam khoản viện trợ 1 tỷ đô la mỗi năm. Có thể nói, sự viện trợ của Liên Xô chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam chúng ta rất nhiều trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhờ có Liên Xô, sự hy sinh xương máu của Việt Nam đã được giảm thiểu rất nhiều. Hàng triệu tấn vũ khí, thuốc men, đạn dược và cả công nghệ khí tài và chuyên gia quân sự đã được người anh cả Liên Xô hỗ trợ chúng ta. Và chưa bao giờ họ làm gì hại đến người Việt, chưa lấy một tấc đất hay một giọt máu nào của ta. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên Xô đã chuyển thành hợp tác cùng có lợi. Nhưng với tinh thần anh em, Liên Xô vẫn tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các khoản viện trợ kinh tế lớn cho đến giữa những năm 80. Một thời gian dài, Moscow chính là đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội. Với một thực tế rằng Liên Xô là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cũng có một số quốc gia viện trợ tái thiết cho chúng ta. Trung Quốc đã góp khoản tiền khoảng 300 triệu đô la viện trợ hàng năm, cho đến khi hai nước xảy ra xung đột biên giới năm 1979. Nhật Bản cũng là một quốc gia sẵn sàng cung cấp các khoản viện trợ cho Việt Nam. Nhưng các khoản viện trợ này bị ngưng khi Việt Nam đem quân giải phóng Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Ở phương Tây chỉ có một quốc gia duy nhất cung cấp sự hỗ trợ cho Việt Nam bất chấp chiến tranh lạnh, đó là Thụy Điển. Khoản viện trợ trung bình hàng năm của Thụy Điển cho Việt Nam cho đến năm 1986 là khoảng 100 triệu đô la. Nhưng nếu so với những gì Liên Xô dành cho Việt Nam thì thật không thể so sánh được. Ngoài những gói quà tặng, tức là viện trợ không hoàn lại, thì Liên Xô còn cho chúng ta vay rất nhiều. Đó không đơn giản là đo đạc bằng vật chất nữa rồi, mà đó là ân tình lớn lao giữa những người bạn chí tình, chí nghĩa. Sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga với tư cách thừa kế của Liên Xô cũng đã kế thừa luôn cả sự hào hiệp vô tư. Người Nga đôi khi vô tư đến mức họ được gọi là Nga ngố. Và người anh em Nga ngố đã xóa nợ cho rất nhiều quốc gia đang phát triển khác. Với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đô la, Việt Nam là một trong những nước được Nga xóa nợ sớm nhất. Chỉ có Nga là người bạn thủy chung cùng với Cuba dành cho Việt Nam những tình cảm chân thành nhất. Bây giờ bạn sẵn sàng bán vũ khí cho Việt Nam với giá thấp hơn các nước khác 10-30% với chất lượng hoàn hảo hơn.
và bạn sẵn sàng bàn giao cho ta công nghệ sản xuất vũ khí thông thường. Bán vũ khí chịu cho Việt Nam nợ mấy chục năm, khi nào có tiền thì trả, không như các nước khác có tiền mới được múc cháo. Mặc dù nước Nga bị phương Tây bao vây cấm vận kinh tế bao nhiêu năm, nhưng với lòng hào hiệp rất Nga ngố, bạn vẫn sẵn sàng xóa nợ cho Việt Nam. Ta nên trân trọng những điều đó, chứ không phải là so đo tính toán. Trong đại dịch COVID-19, Nga sẵn sàng bán một tặng một vaccine với số lượng là 100 triệu liều. Việt Nam là một trong những nước mà Nga ưu tiên ký hợp đồng. Khi thấy nước ta bùng phát đại dịch, chính phủ Nga cũng ngay lập tức đã ủng hộ Việt Nam một lượng lớn các trang thiết bị phòng chống dịch, trong đó đặc biệt quan trọng là xe xét nghiệm COVID-19 lưu động. Việt Nam cũng đã gửi đề nghị Nga hỗ trợ nhiều thêm nữa về hóa chất và các chuyên gia y tế để chung tay chống dịch, và Nga đã sảng khoái đáp ứng. Những điều này thường ít được báo chí nói tới vì họ bận tung hô những cử chỉ cao đẹp của Mỹ. Nhưng tuyệt vời hơn là người Nga chẳng quan tâm tới những điều đó. Họ giúp đỡ ta không phải vì tiếng thơm. Họ giúp ta chỉ vì họ thực sự thấy ta đang khó khăn và cần sự giúp đỡ. Khi nhắc đến quan hệ giữa Việt Nam và Nga, Tổng thống Vladimir Putin viết, tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam đã đứng vững vượt qua được những thử thách nảy sinh từ nhiều sự kiện bi thương của thế kỷ 20 cũng như những biến đổi kỳ vĩ trên thế giới. Và ở hai đất nước chúng ta, song có một điều còn mãi không bao giờ thay đổi, đó là quan hệ tôn trọng lẫn nhau, là truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, là biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư, không hề vụ lợi của các đối tác không khi nào phản bội. Và khi có một phóng viên phương Tây hỏi Việt Nam và Nga là mối quan hệ của tình hữu nghị thủy chung sâu sắc, Vladimir Putin chỉ đáp ngắn gọn, điều ấy cả thế giới đều biết, chỉ riêng anh không biết, điều ấy không cần phải quảng cáo. Các bạn thân mến, nhắc đến Cam Ranh là chúng ta nghĩ ngay đến một khu vực có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất Việt Nam và thậm chí là bậc nhất châu Á hiện nay. Nhưng ngoài ra, với những ai theo dõi sát sao tình hình chính sự trong nước suốt hàng chục năm qua, mọi người còn nhớ ngay đến một sự kiện trọng đại từng xảy ra tại đây. Đó là vào năm 2002, các căn cứ quân sự của Nga được đặt ở Cam Ranh chính thức bị đóng cửa và toàn bộ binh lính ở đây được rút hết về nước. Trước khi đi, bạn Nga đã ngỏ lời muốn tặng hết tất cả các loại vũ khí có ở Cam Ranh cho Việt Nam ta, nhưng đáp lại tấm thịnh tình ấy, chính phủ nước nhà lại từ chối một cách phũ phàng. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu và chẳng biết vì sao Việt Nam ta lại có một quyết định điên rồ đến thế. Vậy nên trong video clip ngày hôm nay, mình muốn mổ xẻ thật kỹ vấn đề này để đem đến cho tất cả mọi người một câu trả lời xác đáng nhất. Mời các bạn cùng theo dõi ngay bây giờ sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, như chúng ta cũng biết là Vịnh Cam Ranh đã và đang trở thành mục tiêu dòm ngó của rất nhiều các cường quốc trên thế giới. Lý do là vì Cam Ranh là một trong những cảng nước sâu lớn nhất khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi cho phép neo đậu từ 4 đến 10 chiến hạm và tàu chở dầu cỡ lớn. Nơi đây còn có đường bờ biển dài trên 3.200 km án ngữ giữa các tuyến đường biển quan trọng hàng đầu thế giới, đi qua vùng Biển Đông giàu tiềm năng. Và điều quan trọng nữa là ở phần phía tây Vịnh Cam Ranh có cảng Ba Ngòi giúp phát triển ngành kinh tế thủy sản và cả ngành dịch vụ cảng chuyên nghiệp. Ngoài ra, nó còn có hệ thống cảng quân sự được xây dựng hoàn chỉnh, biến Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân liên hợp, gồm có hải quân, không quân, phòng không và phòng thủ bộ binh. Theo đó, vịnh biển này đã trở thành địa điểm cung cấp dịch vụ hải quân cho hàng loạt các nước lớn nhỏ khác nhau, như dịch vụ tiếp dầu, tiếp nước, tiếp nhận tàu sân bay, sửa chữa phương tiện, điều trị và chữa bệnh cho bệnh binh ở khu vực xung quanh. Trong quá khứ, chính Nhật Bản cũng từng nhận xét rằng mặc dù Việt Nam chúng ta có quy mô kinh tế nhỏ hơn Trung Quốc khoảng 54 lần và có sức mạnh hải quân kém hơn họ khoảng 10 lần, nhưng Việt Nam lại nắm giữ một quân bài cực kỳ lợi hại, đó chính là Vịnh Cam Ranh, nơi có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với nền an ninh quốc phòng của quốc gia và của toàn khu vực. Có lẽ cũng nhìn ra được tiềm năng đặc biệt ấy mà Liên Xô đã cho xây dựng và mở rộng các căn cứ quân sự trên bờ Vịnh tuyệt đẹp sau ngày 2 tháng 5 năm 1979, khi cuộc chiến tranh chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc của Việt Nam nổ ra. Và thời điểm đó, Liên Xô và chúng ta đã ký kết hiệp định sử dụng chung căn cứ Cam Ranh với thời hạn dự kiến đến năm 2004 theo cơ chế tự động gia hạn 10 năm một lần. Theo đó, Liên Xô sẽ được phép sử dụng Vịnh Cam Ranh như là một đối sách quan trọng để chống lại căn cứ hải quân của Mỹ ở Vịnh Subic của Philippines, nơi mà Liên Xô sẽ dùng để đậu đỗ máy bay chống hạm và máy bay trinh sát để giám sát mọi hoạt động của đối phương. Đổi lại thì nước bạn sẽ xây dựng cho chúng ta các công trình quân sự quy mô lớn bằng nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại. Nó bao gồm cả việc xây dựng khu vực bến bãi, sân bay có đủ điểm cung cấp vật liệu kỹ thuật và cả trạm radar giúp Cam Ranh trở thành căn cứ quân sự lớn nhất khu vực Đông Nam Á và thậm chí là toàn châu Á.
Nhưng đến năm 1991, Liên Xô bị giải thể và được thay thế bằng nước Cộng hòa Liên bang Nga. Chính phủ mới bắt đầu tiếp quản căn cứ quân sự ở Cam Ranh, tiếp tục duy trì lực lượng quân sự tại đây ở mức trung bình chứ không mở rộng thêm. Tuy nhiên, vài năm sau đó, cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trên toàn cầu khiến Nga phải suy nghĩ lại việc duy trì hoạt động của căn cứ Cam Ranh. Sau khi nhận thấy việc làm đó không còn cần thiết nữa, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh đóng cửa căn cứ của Nga ở Cam Ranh vào năm 2002. Rất nhanh chóng, Hà Nội và Moscow đã có buổi gặp gỡ chính thức để bàn bạc về việc chấm dứt hiệp định được ký kết vào năm 1979 với những điều khoản thỏa thuận có liên quan. Nhưng nếu như việc di chuyển binh lính về nước chỉ là chuyện nhỏ, thì việc làm thế nào để giải quyết các loại vũ khí còn tồn đọng tại đây mới là chuyện lớn khiến Nga phải đau đầu. Bởi vì nếu như họ phải vận chuyển hàng loạt loại vũ khí hạng nặng về nước thì chắc chắn rằng Nga sẽ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ chứ không hề ít ỏi. Còn trong khi đó, kinh tế của Nga lúc bấy giờ đang gặp phải vô số khó khăn khiến ngân khố quốc gia cũng chẳng dư giả là bao. Vậy nên các nhà lãnh đạo của nước này đã nghĩ ra một sáng kiến khá hay là Nga sẽ tặng cho Việt Nam tất cả các loại vũ khí, khí tài còn nằm lại bên trong căn cứ của mình. Điều này cũng đồng nghĩa rằng họ chỉ rút hết quân lính về nước và để lại mọi thứ cho chúng ta. Theo lẽ thường tình thì khi được tặng một món quà khủng như thế thì ai nấy cũng đều sẽ vui mừng và đón nhận một cách hết sức niềm nở. Nhưng Việt Nam ta thì không. Chúng ta đã thẳng thừng từ chối hảo ý của nước bạn và không tiếp nhận bất kỳ trang thiết bị quân sự nào mà Nga bỏ lại tại căn cứ Cam Ranh. Điều này bắt buộc bạn Nga phải quay trở lại Việt Nam vào ngày 9 tháng 4 năm 2002 để vận chuyển hết các thiết bị quân sự của mình ra khỏi quân cảng. Đến ngày 2 tháng 5 năm 2002, Việt-Nga chính thức ký vào biên bản tiếp nhận và bàn giao các hạng mục được đầu tư mạnh tay ở vịnh biển xinh đẹp giàu tiềm năng. Nó cũng chính thức khép lại 23 năm ngày Hải quân nước Nga có mặt trên lãnh thổ Việt Nam. Quả thật là một người dân Việt Nam yêu nước, ai trong chúng ta cũng đều sẽ phải đặt dấu chấm hỏi về quyết định lạ lùng này của chính phủ nước nhà. Nhưng trên thực tế thì đây lại là một quyết định vô cùng sáng suốt, bởi vì các loại vũ khí mà Nga bỏ lại tại Cam Ranh đa phần đều không còn giá trị sử dụng cao. Thứ có giá trị nhất vào lúc bấy giờ chỉ là các trang thiết bị máy bay chiến đấu mà thôi. Riêng mấy loại chiến hạm nặng đều đã được Nga rút khỏi vịnh Cam Ranh từ trước vì không có đủ kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên. Nếu chúng ta tiếp nhận lô vũ khí đó thì thứ xài được rất ít mà cứ bỏ đi thì lại rất nhiều. Việt Nam sẽ phải tốn không ít thời gian, công sức phân loại và còn phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý những thứ phế thải bỏ đi. Nhưng điều quan trọng hơn cả là các loại máy bay chiến đấu còn sử dụng được như MiG-23 cũng cần phải được bảo dưỡng và thay mới kha khá các loại linh phụ kiện thì mới có thể hoạt động tốt như lúc mới ra lò. Mà muốn bảo dưỡng như thế thì Việt Nam cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê mướn các chuyên gia. Cơ mà MiG-23 của Liên Xô lúc đấy chỉ ưu việt hơn MiG-21 đời cũ nhờ thiết kế cánh cụt cánh xòe với hệ thống radar hoạt động công suất lớn và hệ thống tên lửa có tầm bắn xa. Và nếu so với các loại máy bay chiến đấu thuộc thế hệ 4, MiG-23 chỉ thuộc hàng tép riu mà thôi. Vậy nên, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã dần dần loại bỏ nó ra khỏi bản đồ quân sự của mình và rất thờ ơ với siêu phẩm một thời của Nga. Vâng, với một cái đầu nhạy bén và hết sức tỉnh táo, các bác lãnh đạo trong chính phủ ta đã nhận ra rằng việc đổ tiền vào bảo dưỡng, thay mới linh kiện và duy trì hoạt động cho MiG-23 chỉ là một sự đầu tư lỗ vốn. Hơn nữa, Nga chỉ hứa cho tặng vũ khí khí tài, chứ không hề bảo rằng sẽ đào tạo phi công lái máy bay miễn phí cho chúng ta. Nếu Việt Nam tiếp nhận món quà tặng từ họ, thì chúng ta lại phải bỏ thêm cả một đống tiền để cho phi công trong nước đến Nga học lái máy bay. Trong trường hợp giả dụ, Việt Nam ta tiếp nhận hàng chục chiếc máy bay chiến đấu của Nga, nâng tổng số chuyên cơ lên 60 chiếc, thì chúng ta có thể thành lập được tận 3 trung đoàn vận tải phục vụ hậu cần cho 3 miền Bắc Trung Nam. Kéo theo đó sẽ là chi phí phát triển nguồn nhân lực lên đến hàng nghìn người để phục vụ cho quá trình vận tải đường xa. Thế bạn thử cộng hết tất cả các khoản phí lại mà xem, bạn sẽ thấy đó là một con số không tưởng, nó vượt quá xa so với những lợi ích mà Việt Nam nhận được nếu tiếp nhận hảo ý của bạn Nga. Vậy nên có thể thấy rằng quyết định của chính phủ nước nhà là hoàn toàn chuẩn xác, chúng ta từ chối món quà của bạn tốt là hoàn toàn có lý do chính đáng, chứ không phải chỉ vì một phút tự cao nông nổi của bản thân. Nhưng dù sao đi nữa, Việt Nam cũng cần phải cảm ơn tấm chân tình của người đồng đội đã sát cánh cùng mình bao nhiêu năm qua. Bạn có nghĩ như thế không? Hãy comment xuống phía dưới ngay nhé!